em hội phường Đồng Unite. Vừa rồi thì chúng ta có một phần quyên góp sách rất là ý nghĩa với dành cho anh Huy và tủ sách Phạm Bước của anh. Và bây giờ sẽ đến một phần mà tất cả chúng ta đều mong chờ từ tối đến nay. Đó sẽ là phần hip hop 100%. Ok. Bây giờ mình để cho không khí nó vui hơn một chút, mình muốn có một trò chơi nho nhỏ. Bây giờ mình cần 5 bạn dancer. Các bạn 5 bạn dancer. Mời bạn. Từ nhóm nào? Ok, các bạn là CIP đúng không ạ? Tôi xin bạn CIP nào. CIP. Còn thiếu 3 chỗ đây ạ. Ok, mời bạn ạ. Mời bạn ạ. Omega có đây không ạ? Omega đâu ạ? Omega đây đây ạ, một người ạ. Một người nữa thôi ạ. Một người.